Hoàng Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel. Kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Văn hóa Đời sống Anh Việt Culture Magazine thực hiện. Sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm tin thế giới trong bản tin trưa thứ sáu ngày 17 tháng 11. Thưa quý vị, cuộc chiến Israel và Hamas, Israel tuyên bố đã phá âm mưu thảm sát bên bờ Tây. Ngày 16 tháng 11, cảnh sát Israel cho biết đã ngăn chặn một âm mưu thảm sát sau khi bắn chết những người Palestine có liên hệ với Hamas trong cuộc đấu súng tại một trạm kiểm soát an ninh ở bờ Tây. Báo The Telegraph dẫn thông tin từ cảnh sát Israel cho biết có ba nghi phạm đã nổ súng từ xa hơi của họ sau khi bị chặn lại để thẩm vấn trên tuyến đường 60 của bờ Tây phía nam Jerusalem. Sáu thành viên thuộc lực lượng an ninh Israel đã bị thương trong vụ đỏ súng sau đó, một người trong số họ rơi vào tình trạng nguy kịch. Cảnh sát trưởng Israel Kobi Saptai nói rằng những kẻ tấn công đó mang theo súng lục, súng trường tấn công, rìu và lượng lớn đạn dược để thực hiện một cuộc tấn công lớn hoặc là một vụ thảm sát ở Israel. Các nhân chứng nói rằng ba người này đã di chuyển trên một chiếc xe hơi Skoda màu trắng, mở cửa và mỗi người nổ súng theo một hướng khác nhau, lực lượng an ninh Israel nhanh chóng bắn trả. Tình trạng căng thẳng cũng đang gia tăng ở bờ tây, cách giải Gaza khoảng 80 km, trong bối cảnh xung đột Israel Hamas không có dấu hiệu hạ nhiệt. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không báo trước tới bờ Tây vào hôm 5 tháng 11 và gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Israel đã thừa nhận thất bại trong giảm thiểu thương vong dân thường. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News của Mỹ hôm 16 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được hỏi liệu việc israel khiến cho hàng ngàn người palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa hamas có tạo ra một thế hệ thù hận mới hay không theo ông netanyahu israel đã thả tờ rơi gọi điện để yêu cầu người dân ở miền bắc giải gaza rời khỏi vùng chiến sự và nhiều người đã làm vậy thủ tướng israel tái khẳng định mục tiêu chiến dịch tấn công gaza của nước này là tiêu diệt hamas chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đó với thương vong dân sự ở mức tối thiểu nhưng thật không may chúng tôi đã không thành công trong nỗ lực giảm thiểu thương vong với dân thường ông Netanyahu cho hay. Ông từ chối cho biết liệu ông có đồng ý thả tù nhân Palestine để đổi lấy tự do cho các con tin hay không. Có một số điều chúng tôi đang giữ bí mật cho đến khi có gì đó để công bố, ông cho hay. Dân thường Palestine ở giải Gaza đã phải gánh chịu thương vong nặng nề do chiến sự tại khu vực này. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết ít nhất 11.500 người đã thiệt mạng, trong đó hơn 4.700 trẻ em do có cuộc tấn công của Israel. 2 phần 3 trong số 2,3 triệu dân ở giải Gaza đã trở thành người vô gia cư do chiến sự. Lực lượng không quân Israel hôm 16 tháng 11 thả tờ rơi ở một số khu vực tại miền nam Gaza yêu cầu người dân di tản. Dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể mở rộng xuống phía nam Gaza. người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran viết trong thư gửi chỉ huy cánh quân sự của Hamas rằng Iran sẽ không để cho Israel đánh bại Hamas ở giải Gaza. Bức thư được tướng Ismail Ghani, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gửi tới ông Mohammed Dev, người đứng đầu lữ đoàn El Qasem, cánh quân sự của Hamas, theo tường thuật của báo The Times of Israel ngày 17 tháng 11. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đã đăng tải nội dung bức thư này Tướng Ghani cho biết Iran và các đồng minh của họ sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong trận chiến lịch sử này và sẽ không cho phép Israel đạt được mục tiêu bẩn thỉu là đánh bại Hamas. Tổ chức chính trị quân sự Palestine kiểm soát giải Gaza trên thực tế từ năm 2007. Ông Ghani còn ca ngợi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10, nói rằng sự kiện cho thấy Israel yếu hơn mạng nhện ông cũng cho rằng israel trả đũa hamas bằng tội ác chiến tranh tàn bạo chưa từng có đối với dân thường tại gaza tuy nhiên ông ghani không đề cập liệu iran có trực tiếp tham chiến trong tương lai hay không trước đó reuters dẫn lời ba quan chức cấp cao của iran và hamas tiết lộ rằng lãnh đạo tối cao của iran là ông khamenei đã khẳng định nước này sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột hamas israel trừ khi bị tấn công Thiếu nhiên liệu, toàn bộ giải Gaza không có sóng điện thoại và internet. Theo đài BBC, các công ty viễn thông, Paltel và Jawal thông báo tất cả các nguồn năng lượng duy trì mạng lưới viễn thông đã hết. Cơ quan quan sát internet NetBlocks đã xác nhận các số liệu trực tiếp cho thấy Gaza đang mất mạng internet nghiêm trọng, hầu hết người dân không sử dụng được các dịch vụ viễn thông. Liên Hiệp Quốc cho rằng tình trạng mất dịch vụ viễn thông có thể gây nguy hiểm cho trật tự dân sự và làm ảnh hưởng tới các nỗ lực viện trợ. Israel đã chặn tất cả chỉ cho phép một chuyến vận chuyển nhiên liệu tới Gaza từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas cách đây 5 tuần. Chính phủ Israel đã bảo vệ động thái ngăn chặn cung cấp nhiên liệu vào Gaza khi đang thực hiện chiến dịch trên bộ ở đây, nói rằng họ lo ngại Hamas có thể lấy nhiên liệu và sử dụng cho mục đích quân sự. Một tàu chở 23.000 lít dầu diesel đã đi qua Ai Cập ngày 15 tháng 11, nhưng Israel chỉ cho phép tàu này tiếp nhiên liệu cho các xe tải chở hàng viện trợ của Liên hiệp quốc các dịch vụ quan trọng khác đã phải ngừng hoạt động vì những vấn đề tương tự, như là bệnh viện, máy bơm nước, nhà máy khử muối, cơ sở xử lý nước thải và cửa hàng bánh. Theo phóng viên BBC tại hiện trường, mọi liên lạc trên khắp Gaza đã bị cắt vào tối ngày 16 tháng 11. Phóng viên này cho biết sẽ vô cùng khó khăn để lấy được thông tin về những gì đang xảy ra trên thực địa ở nơi khác, đặc biệt là ở những nơi như là bệnh viện El Shifa ở thành phố Gaza. Nơi lực lượng Israel đang tiến hành chiến dịch trong ngày thứ hai liên tiếp. Ông Philip Lazarini là giám đốc chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA cho biết, ông lo ngại tình hình này có thể phá vỡ thêm trật tự dân sự. Ngày 15 tháng 11, tổ chức theo dõi nhân quyền cảnh báo, việc mất liên lạc kéo dài có thể che giấu những hành động tàn bạo, khiến cho không ai phải chịu trách nhiệm, đồng thời làm ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực nhân đạo và khiến cho tính mạng gặp nguy hiểm. Ông Lazarini cũng cho rằng có một nỗ lực cố ý nhằm bóp nghẹt công việc của UNRWA ở Gaza, cảnh báo rằng cơ quan này có thể phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động nếu nguồn cung cấp nhiên liệu cạn kiệt. UNRWA đang tiếp nhận 813.000 người phải rời nhà cửa và cần ít nhất 160.000 lít nhiên liệu mỗi một ngày để duy trì các hoạt động cơ bản. Tech 2023 đang nóng cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ-Trung. Cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương đã làm nóng tuần lễ cấp cao diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, đang diễn ra tại San Francisco của Hoa Kỳ. Sau cuộc gặp trực tiếp kéo dài 4 giờ, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được gửi đi thông điệp về cam kết quản lý căng thẳng một cách có trách nhiệm và hành động vì sự phát triển chung của toàn khu vực bác biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 tổng thống Joe Biden đã gửi đi thông điệp rõ ràng về vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng do tác động của các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông cũng như quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch vẫn còn mong manh theo tổng thống Joe Biden Mỹ luôn tìm cách quản lý mối quan hệ với Trung Quốc một cách có trách nhiệm và một mối quan hệ ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không chỉ tốt cho hai nước mà còn cho cả thế giới ông biden nói thông điệp mà tôi muốn gửi tới tất cả các bạn ở đây ngày hôm nay là các bạn có thể tin cậy vào mỹ chúng tôi đang thực hiện lời hứa của mình và chúng tôi đang tăng gấp đôi tiến độ của mình chúng tôi sẽ sớm trở thành đối tác mạnh mẽ và ổn định khi chúng tôi tiếp tục hợp tác để thực hiện hóa khu vực châu á thái bình dương tự do và cởi mở thịnh vượng và an toàn kiên cường và kết nối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16 tháng 11 cũng có cuộc gặp với các doanh nghiệp Mỹ. Tại đây, ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc là một đối tác tin cậy, luôn mở rộng cửa đón đầu tư quốc tế và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào. Trở lại Mỹ vào thời điểm quan hệ hai nước đang rơi xuống mức thấp, cũng giống như tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình cố gắng chứng minh là hai nền kinh tế hàng đầu Ông nói là tuy có liên hệ phức tạp và là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng đôi bên sẽ cố gắng kiềm chế, tránh để tình hình xấu đi thêm, ảnh hưởng đến ổn định, thịnh vượng chung của toàn cầu. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và APEC nói riêng luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách của Mỹ và Trung Quốc. Tòa Bà Đốc muốn tận dụng các cơ hội tại tuần lễ cấp cao APEC để thúc đẩy sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như mở rộng hợp tác với các đối tác khác trong khu vực. Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Joe Biden với các nhà lãnh đạo APEC kể từ khi lên nắm quyền 2021 sẽ là thông điệp mạnh mẽ nhất về mức độ quan tâm của Mỹ đối với khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh quá trình phục hồi hậu đại dịch COVID-19 đang chậm lại. Theo các nhà phân tích, cạnh tranh nhưng không tách rời sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương hơn trước các rủi ro địa chính trị. Ngày 16 tháng 11, lực lượng an ninh Đức đã đột kích 54 địa điểm và cơ sở Hồi giáo trên 7 bang toàn quốc trong chiến dịch trấn áp nhằm vào các phần tử cực đoan hoặc tình nghi liên quan đến phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Cuộc đột kích đầu tiên nhằm vào trung tâm Hồi giáo ở Hamburg, nơi được xem là đầu mối của chiến dịch trấn áp các phần tử nổi dậy đang âm mưu làm mất trật tự hiến pháp của đất nước. Ngoài Hamburg, các cuộc truy quát còn nhằm vào một số địa điểm bang Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg bayern berlin và north rhine westphalia hiện chính phủ đức chưa xác định bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào song nghi ngờ trung tâm hồi giáo hamburg hỗ trợ cho phong trào hezbollah ở liban vốn bị cấm ở đức các nhà điều tra nghi ngờ tariq s là một người hồi giáo từng có tiền án đang âm mưu lên kế hoạch tấn công nhằm vào một cuộc biểu tình ủng hộ israel bằng cách lao xe tải vào những người tuần hành bộ nội vụ đức lưu ý rằng Tổ chức này có ảnh hưởng lớn đối với một số thánh đường Hồi giáo trên toàn quốc thúc đẩy tư tưởng bài do Thái. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Fraser cho biết, kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát đã có 450 cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và hơn 410 cuộc tụ tập ủng hộ Israel ở nước này. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo hành vi bài do Thái gia tăng bất thường tại các nước thuộc Liên minh châu Âu. Trong thời gian qua, Ủy ban châu Âu lên án tình trạng này tại châu Âu kêu gọi người dân hãy đẩy lùi làn sóng này. Ủy ban châu Âu khẳng định sẽ phối hợp với các nước thành viên tăng cường an ninh, đồng thời bảo đảm các nền tảng trực tuyến nhanh chóng gỡ bỏ thông tin sai lệch và nội dung kích động bạo lực, thù hận và phân biệt chủng tộc. Jordan thông báo là sẽ không ký thỏa thuận cung cấp năng lượng mặt trời cho Israel để đổi lấy nước sạch khử muối dù thỏa thuận đã được lên kế hoạch phê chuẩn vào tháng trước. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở ở Qeda, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết, thỏa thuận đổi năng lượng lấy nước lẽ ra được hoàn tất vào tháng 10, song chúng tôi sẽ không ký kết. Quan chức này cho biết cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và Israel và việc Israel triển khai các chiến dịch vây sát tại giải Gaza là lý do khiến cho Jordan đưa ra quyết định trên. Đầu tháng này, Jordan đã thông báo rút đại sứ khỏi Israel để bày tỏ sự phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại giải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và một số quốc gia khác cũng có động thái tương tự. Nợ công toàn cầu trong quý 3 2023 đã lên mức cao kỷ lục, ở mức 307.400 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tỷ lệ nợ công tính theo tổng sản phẩm quốc nội GDP ở các nền kinh tế đang nổi cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay, Báo cáo ngày 16 tháng 11 của Viện Tài chính Quốc tế IIF ước tính nợ toàn cầu đến cuối năm nay sẽ lên tới 310.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% trong 5 năm. IIF cho biết nợ chính phủ trong quý 3 có mức tăng lớn nhất, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận mức thâm hụt ngân sách ở mức cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch Covid-19. Khoảng 65% số nợ tăng trong quý vừa qua tập trung ở các nền kinh tế phát triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Báo cáo cũng lưu ý rằng nợ xấu chính phủ đã đạt mức cao kỷ lục trên 554 tỷ đô la Mỹ cho đến cuối năm 2022, trong đó khoảng một nửa là nợ trái phiếu. Dù tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu ít thay đổi ở mức 333%, tỷ lệ này lên tới 255% tại các thị trường mới nổi, tức cao hơn 32 điểm phần trăm so với cùng kỳ 5 năm, năm trước chủ yếu do nợ công của Nga, Trung Quốc, Saudi Arabia và Malaysia gia tăng. Tỷ lệ nợ công tính trên GDP ở Chile, Colombia và Ghana có mức giảm lớn nhất. IIF cảnh báo rằng gánh nặng nợ nần đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn đang gia tăng ở các nền kinh tế lớn, trong đó có cả Trung Quốc và Mỹ, gây nhiều tác động tiêu cực đến nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến bầu cử và chuyển đổi năng lượng sạch. Bộ phận nghiên cứu bền vững tại IIF tính toán có hơn 50 cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 2024, trong đó có bầu cử tại Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ông nhấn mạnh trước sự phân cực chính trị và căng thẳng địa chính trị gia tăng, những cuộc bầu cử sắp tới này có thể mở đường cho các chính sách dân túy, yếu tố có thể nới lỏng kỷ luật tài chính, làm gia tăng khoản vay và chi tiêu của chính phủ. Theo IIF, thì những điều này có thể tạo ra sự biến động hơn nữa trên thị trường. người Mỹ đang ngày càng chuộng đọc tin tức trên TikTok. Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ mới đây công bố nghiên cứu cho thấy, trong năm 2023, tỷ lệ người dùng TikTok thường xuyên đọc tin tức trên ứng dụng này đã tăng lên 43% từ mức 33% năm 2022. Cụ thể, Trung tâm nghiên cứu Pew phân tích mức độ tiếp cận tin tức của 8.842 người trưởng thành ở Mỹ trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Kết quả cho thấy 67% số người được khảo sát cho biết đã truy cập các trang web hoặc ứng dụng tin tức. Facebook của tập đoàn Meta là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất với 30% số người được hỏi cho biết thường xuyên đọc tin tức trên nền tảng này. Tiếp theo sau là các ứng dụng YouTube và Instagram với tỷ lệ lần lượt là 26% và 16%. Đáng chú ý, có tới 14% số người được hỏi đọc tin tức trên TikTok, tăng từ mức 3% của năm 2020. Theo nghiên cứu, nữ giới là nhóm thường xuyên cập nhật tin tức tại một số mạng xã hội bao gồm Nextdoor, Facebook, Instagram và TikTok, trong khi nam giới ưa chuộng các trang mạng xã hội như là Reddit, X trước đây là Twitter, LinkedIn và YouTube. Tỷ lệ đọc tin tức trên Facebook tiếp tục duy trì ở mức ổn định dù Meta đã nỗ lực hạn chế người dùng truy cập tin tức và nhiều nội dung khác trên nền tảng này. Nguyên nhân là do những năm gần đây, Meta thường xuyên gặp rắc rối về pháp lý tại các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới. Thời gian qua, các hãng tin đã phải cạnh tranh với TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhằm thu hút sự chú ý của các người dùng, cũng như nguồn thu quảng cáo. Trong đó, nhiều hãng đang tập trung vào thế hệ Gen Z, nhóm người dùng đông đảo và đầy tiềm năng của TikTok. Ý đã cấm sản xuất và mua bán thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Một phần là vì lo ngại về sức khỏe, ngay cả khi việc mua bán loại thịt này vẫn chưa được cấp phép ở Liên minh châu Âu. Luật nói trên đã được Hạ viện Ý thông qua hôm 16 tháng 11 sau khi được Thượng viện nước này bật đèn xanh trước đó. Với việc thông qua luật này thì Ý trở thành quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên cấm loại thịt nhân tạo vốn được tạo ra từ việc nuôi cấy tế bào mô động vật trong phòng thí nghiệm, theo AFP. Luật cũng cấm việc mô tả protein có nguồn gốc thực vật là thịt trên nhãn mát sản phẩm. Với mức phạt từ 10.000 đô la đến 60.000 euro cho mỗi lần vi phạm, thịt trong phòng thí nghiệm hiện được phép bán ở singapore và mỹ nhưng ở liên minh châu âu vẫn chưa cho phép mặc dù các công ty liên minh châu âu đã và đang quyên tiền để nghiên cứu lĩnh vực khoa học mới mẻ này liên minh châu âu coi thịt phòng thí nghiệm là thực phẩm mới và do đó bất kỳ sản phẩm mới nào cũng đều phải được liên minh châu âu cấp phép mới có thể bán ra thị trường theo luật mới được thông qua ý muốn bảo vệ di sản chăn nuôi quốc gia công nhận giá trị văn hóa kinh tế xã hội và môi trường của ngành này cũng như là bảo đảm việc bảo vệ sức khỏe con người ở mức độ cao. Ngoài ra, luật cũng hướng đến việc bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và quyền được biết thông tin về những gì họ ăn. Bộ trưởng nông nghiệp Ý Francesco Lollobrigida hôm 16 tháng 11 cho rằng, việc nuôi cấy thịt trong phòng thí nghiệm làm gián đoạn mối liên hệ thiên liêng giữa đất đai, con người và công việc mà hàng thiên niên kỷ đã đồng hành cùng với chúng ta và cho phép chúng ta duy trì đất đai. Tuy nhiên, các thành viên của phe đối lập cáo buộc chính phủ chơi trò chính trị trước cuộc bầu cử ở châu Âu vào năm tới, đồng thời cản trở sự đổi mới và tước đi sự lựa chọn của người tiêu dùng. Theo Viện Thực phẩm Tốt, 159 công ty thịt phòng thí nghiệm hiện đang hoạt động tại 32 quốc gia, đầu tư vào lĩnh vực này đã đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới, với 120 triệu euro được huy động ở châu Âu vào năm ngoái. Uống cà phê giúp cho ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích. Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients phát hiện uống cà phê thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích là một rối loạn phổ biến ở đường tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng, tiêu chảy, táo bón và đầy hơi. Tiêu thụ một số loại thực phẩm nhất định đã được chứng minh là cải thiện các triệu chứng IBS, triệu chứng ruột kích thích ở nhiều người. Ví dụ chế độ ăn kiểu địa trung hải, nhiều trái cây và rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt đã được chứng minh là làm giảm các triệu chứng của IBS và cải thiện kết quả sức khỏe tổng thể. Các đánh giá của nhiều nghiên cứu đã tiết lộ ra rằng 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày tốt cho sức khỏe tổng thể, theo chuyên trang y tế News Medical. Mặc dù trước đó đã có nhiều nghiên cứu điều tra mối liên quan giữa uống cà phê và triệu chứng IBS, kết quả vẫn chưa thuyết phục và thường gây nhầm lẫn. Các nhà nghiên cứu đã điều tra mối liên quan giữa việc tiêu thụ cà phê và nguy cơ mắc hội chứng ruột kích thích thông qua việc đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu có sẵn về đề tài này. Tổng cộng có 8 nghiên cứu từ châu Á, châu Phi và Anh được đưa vào phân tích tổng hợp bao gồm 432.022 người tham gia. Kết quả đã phát hiện, người uống cà phê thường xuyên có ít nguy cơ mắc hội chứng ruột kích thích hơn là so với những người không uống. Các kết quả nghiên cứu cho thấy Tiêu thụ cà phê với bất kỳ số lượng hoặc tần suất nào đều giúp giảm nguy cơ phát triển hội chứng ruột kích thích sau đó, theo News Medical. Một bé 2 tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên trong xe bus trường học. Theo truyền thông Brazil, vụ việc xảy ra hôm 14 tháng 11 tại thành phố Sao Paulo, khoảng 7 giờ, bé Apollo Rodriguez 2 tuổi được xe bus của trường tới đón tại nhà, đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày. Cậu bé được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh khi tài xế đến lấy xe ở Kara. Bé được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ tuyên bố bé đã qua đời. Các nhà chức trách cho rằng sức nóng trong xe là nguyên nhân gây ra cái chết của bé trai. Hôm thứ Ba, nhiệt độ ở Sao Paulo lên tới 38 độ, khiến đây là ngày nóng nhất lịch sử kể từ khi Viện Khí tượng Quốc gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu. Đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài tới hôm qua với nhiệt độ lên tới 40 độ, Lúc được tìm thấy, bé Rodrigo nằm trên băng ghế thứ hai từ dưới lên trong xe bus. Tài xế Flavio Robson, 45 tuổi, và phụ tá kim vợ ông này là Luciana Coho, 44 tuổi, ngay sau đó đã bị bắt vì tội cố ý giết người. Họ được đưa ra trình diện thẩm phán hôm 15 tháng 11 và hiện được trả tự do tạm thời trong khi chờ tòa tiến hành các thủ tục pháp lý. Theo tòa án, cả hai sẽ không được phép tiếp tục cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh và bị thu hồi giấy phép lái xe. Hàng chục ngàn phòng khách sạn và nhà hàng ở Việt Nam ế ẩm và ngưng trệ. Hàng chục ngàn phòng khách sạn ở Phú Quốc, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Vịnh Hạ Long, vân vân đang đóng băng. Các dịch vụ giải trí, nhà hàng cũng đều ngưng trệ. Đây là thông tin được loan ra tại Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam Nhanh, Bền Vững diễn ra hôm 15 tháng 11. Theo thông tấn xã Việt Nam, hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa trụ sở chính phủ Việt Nam với trụ sở Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Do ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng chủ trì. Báo Tuổi Trẻ hôm 16 tháng 11 dẫn lời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sovico Holdings, phát biểu tại hội nghị cho biết, những điểm đến quốc tế xinh đẹp như là đảo Phú Quốc, Vịnh biển Nha Trang, con đường di sản miền Trung Huế Đà Nẵng Hội An, kỳ quan Vịnh Hạ Long, vân vân, đang đóng băng hàng chục ngàn phòng khách sạn, dịch vụ giải trí, nhà hàng đều ngưng trệ. Tính đến hết tháng 10 vừa qua, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 10 triệu lượt, chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019, là thời điểm trước dịch COVID-19. Thừa nhận du lịch Việt Nam kém hút khách quốc tế, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng nguyên nhân là công tác xúc tiến quảng bá của ngành du lịch chưa tốt. Việc khai triển xúc tiến ở ngoài quốc để thu hút khách quốc tế vào Việt Nam quá ít, nhiều hội trợ quốc tế quan trọng hàng đầu thế giới bị bỏ qua – hoặc nếu tham gia cũng rất cầm chừng khiến cho hình ảnh du lịch Việt Nam mờ nhạt, ông Bình giải thích. Trong khi đó, bà Nguyễn Thái Hoài Anh là phó tổng giám đốc tập đoàn Sun Group nhận định, cùng với việc ưu tiên ngân sách nhiều hơn cho quảng bá và xúc tiến du lịch, chính phủ nên mở rộng miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước có chi tiêu cho du lịch lớn và thời gian lưu trú dài hạn như là Úc, Canada, Mỹ, các nước Liên minh châu Âu và một số nước trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, biện minh cho việc này, ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ khi luật xuất nhập cảnh có hiệu lực hôm 15 tháng 8 đến 14 tháng 11 vừa qua, đã có khoảng 5,6 triệu lượt người ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam, tăng 1,8 lần so với năm 2022. Trong đó, 85% lượt người ngoại quốc nhập cảnh với mục đích là du lịch, còn lại là đầu tư, làm việc, thăm thân nhân và du học. Riêng đối với đơn phương miễn thị thực có hơn 1,25 triệu lượt, cao hơn 1,6 lần so với năm trước, song các đại biểu tham dự đồng tình cho rằng việt nam cần mở rộng các chính sách visa miễn thị thực xây dựng các sản phẩm du lịch dịch vụ các sự kiện mang tầm quốc tế và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch để tháo gỡ các điểm nghẽn trong thu hút khách quốc tế tới việt nam để xoa dịu các doanh nghiệp thì phát biểu tại hội nghị ông phạm minh chính chỉ nói chung chung và yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đà Nẵng được lọt vào top 11 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2024. Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler vừa công bố một loạt danh sách những điểm phải đến trên khắp thế giới vào năm 2024. Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top châu Á và đứng thứ hai trong danh sách 11 nơi tốt nhất châu Á du khách nên ghé thăm nếu dự định du lịch vào năm sau. Đà Nẵng được lựa chọn theo tiêu chí, trải nghiệm mới, các sự kiện và lựa chọn về chỗ ở. Châu lục này mong muốn nhắc nhở các du khách quốc tế về những gì họ có thể bỏ lỡ, tạp chí du lịch Mỹ viết. Đà Nẵng được nhắc đến thứ hai trong danh sách sau khu phố Tàu ở Bangkok, Thái Lan Chuyên gia du lịch trên thế giới đánh giá cao các bãi biển ở thành phố của những cây cầu này, cũng như vị trí đắc địa nằm gần phố cổ Hội An và cố đô Huế. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu đề ra, mục tiêu là 1,5 triệu lượt. Sân bay Đà Nẵng cũng mở lại nhiều đường bay quốc tế, đây cũng là một trong những thuận lợi để du khách đến Đà Nẵng nhiều hơn. Điểm đến tại Đà Nẵng thu hút du khách là bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố 20 phút, nổi tiếng với tượng Phật bà 17 tầng, cao 67 m và loài vọc trà vá chân nâu trong khu bảo tồn thiên nhiên, một trong những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Trong danh sách các điểm đến được nhắc đến là thung lũng Kamendu, Nepal, thành phố Kobe, Nhật Bản, Kochi, Ấn Độ, Mông Cổ, Ras El Khama của UAE, biển đỏ Saudi Arabia, Singapore, con đường tơ lụa Uzbekistan, khu vực Trung Nam Sri Lanka, các chuyên gia du lịch trên toàn thế giới là thành phần tham gia bình chọn, không chỉ cung cấp thông tin điểm đến, các chuyên gia phải đưa ra được lý do thuyết phục vì sao những nơi này là địa điểm cần đến. Nadal thông báo trở lại thi đấu. Cầu thủ Nadal cho biết chưa quyết định thi đấu ở đâu nhưng tự tin sẽ công bố điều này trong vài tuần nữa. Anh nói, cách đây một tháng tôi khá bi quan về khả năng quay lại sân đấu, nhưng tôi hài lòng với cách mọi thứ đang cải thiện. Nadal không đoán trước bản thân sẽ chơi lại với cấp độ nào sau quãng nghỉ gần một năm vì chấn thương không. Có vẻ mọi thứ đang đi đúng hướng, anh nói thêm. Tôi sẽ trực tiếp thông báo với các bạn thời điểm quay lại sân, tôi đang vui với những buổi tập, đây chắc chắn là một bước tiến của tôi. Nadal từng để ngỏ khả năng treo vợt vào năm 2024 khi thực hiện cuộc phỏng vấn với Movistar hồi tháng 10. Nhiều nguồn tin ở Tây Ban Nha cũng dự đoán là vua đất nện sẽ giải nghệ sau mùa đất nện 2024 với trọng tâm Roland Garros và Olympic Paris, nơi anh có thể chơi cặp với đàn em đồng hương Carlo Alcara. Nadal hào hứng thông báo dự định trở lại thi đấu nhưng nhấn mạnh không tìm kiếm động lực từ cuộc đua Grand Slam với Novak Djokovic. Giải Úc mở rộng là một trong hai Grand Slam gần nhất mà Nadal giành được cùng Roland Garros vào năm 2022 theo bảng điểm cập nhật tuần này thì Nadal chỉ còn 45 điểm, xếp thứ 664 thế giới. Tuy nhiên, thứ bậc này không ảnh hưởng đến cơ hội dự Grand Slam của Nadal năm sau, bởi anh sẽ có vé nhờ luật bảo vệ thứ bậc của ATP hoặc là nhờ suất đặc cách. Trong bản tin sức khỏe, 8 thói quen giúp chúng ta trả lâu. Để trả lâu thì bạn cần hình thành 8 thói quen dưới đây càng sớm càng tốt. Thứ nhất là uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, bạn cần cấp ẩm cho da từ bên trong bằng cách uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, làn da được cung cấp đủ độ ẩm sẽ có cấu trúc đàn hồi tốt, hạn chế xuất hiện nếp nhăn và vết chân chim. Thứ hai là ăn trái cây thay vì đắp lên da. Chuyên gia da liễu Leslie Borman, làm việc tại Miami của Hoa Kỳ cho rằng, để chống lại lão hóa thì bạn nên ăn nhiều trái cây rau xanh thay vì đắp chúng lên mặt mỗi ngày. Các dưỡng chất từ trái cây và rau xanh sẽ hoạt động tối ưu trên tế bào da thông qua hệ tiêu hóa. Thứ ba là tăng cường collagen từ trong ra ngoài. Tăng cường collagen cho làn da cả từ bên trong lẫn bên ngoài sẽ giúp ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Nên sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa và bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như là cam, quýt, bưởi, ổi, táo, vân vân. Các thực phẩm giàu protein như là ức gà, các loại hạt và tránh ăn các thực phẩm và đồ uống có chứa nhiều đường. Thứ tư là đầu tư cho sản phẩm chống lão hóa. Các sản phẩm chống lão hóa giúp tăng tốc độ phục hồi và tái tạo, trẻ hóa da, làm chậm tiến trình lão hóa. Tinh chất chứa retinol, retinol, vitamin C, kem dưỡng ẩm giàu chất chống oxy hóa là những sản phẩm được khuyên dùng, đặc biệt là từ sau tuổi 30. Thứ năm là sử dụng vỏ gối lụa. Vỏ gối là vật tiếp xúc trực tiếp với da suốt 7-8 tiếng mỗi một đêm, khoảng thời gian da trải qua quá trình phục hồi và tái tạo, Lụa tơ tầm chứa các axit amin giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên cho làn da, giúp chống lão hóa hiệu quả. Thứ sáu là thoa kem chống nắng hàng ngày. Tia UV là tác nhân hàng đầu gây ra hiện tượng sạm, nám, phá hủy collagen, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Thoa kem chống nắng đều đặn mỗi ngày từ tuổi 20, dùng trang phục chống nắng, mũ, kính sâm để hạn chế tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời lên da là cách chống lão hóa hiệu quả. Thứ bảy là tập luyện hàng ngày, Vận động giúp cho tăng cường tuần hoàn máu, tăng lưu lượng oxy đến da, giúp da trẻ trung, mịn màng hơn. Dành ít nhất 20 phút mỗi một ngày để tập luyện giúp cho da săn chắc, khỏe khoắn, hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm. Và thứ 8 là quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Chăm sóc sức khỏe tinh thần không chỉ giúp cho bạn tự tin, lạc quan hơn mà còn giúp cho làn da trẻ trung và làm chậm quá trình lão hóa. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và một cuối tuần vui vẻ và bình an. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.